Rồi đây là cái này là cái ổ sim mình mua nè. Ổ sim này thì mình mua với giá là 150 ha. Mình độ lên hai sim mình không thích thì mình gắn lại cái sim kia thôi, tại vì anh em nhìn vô đây nè đó. Cái ổ sim của 11 vít R là nó ổ sim rời mà, mình tháo ra thôi. Đó, chỉ cần mở mấy cái ốc nó ra rồi tháo ra thôi. Đây là ổ sim rồi. Đây là cái ổ sim zin của khách ha. Mình cho khách ký tên lên nè, đó. Đây, ổ sim zin đây. Đó, chỉ tháo nó ra thì vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mấy cái bước mà tháo máy á, thì mình xin phép mình bỏ qua ha, tại mấy cái đó bây giờ mà quay lên thì nó cũng không có giải quyết được cái gì hết. Còn mình chỉ chia sẻ là mình tháo cái máy này thì mình sẽ dùng những cái công cụ sau đây. Đây là cái khay sim rời, cái khay sim của cái ổ độ nè. Đó là mình sẽ gắn hai cái sim, một cái mặt trên một cái mặt dưới. Thì lúc trước á, chưa có cái vụ mà phát quốc tế như bây giờ á, mà mình muốn gắn hai sim chính với lại hai sim ghép vô cái khay sim này thì bắt buộc là mình phải mài mỏng cái sim ra, phải mài mỏng cái sim này ra, xong rồi mình phải dán cái sim ghép vô. Mình cắt cái sim ghép nó nhỏ rồi xíu mình dán vô rồi mình mới gắn vô cái ổ sim này được. Thì hồi đó làm thì nó rất là cực, còn bây giờ thì nó đơn giản hơn xíu là mình không có cần thao tác nhiều gì nữa, mình chỉ ghép từng cái rồi mình gắn vô thôi. Rồi thì gắn xong ổ sim rồi, bây giờ mình bắt đầu mình ghép sim. Ghép sim thì anh em vô cái trang web 801.vn ha. Cái trang này của mình là chuyên để ghép sim thôi. Đó, mình sẽ để cái phiên bản iOS mới nhất với lại hai cái mã SD để ghép với quốc tế trong đây ha. Rồi có địa chỉ, có giá rồi đầy đủ hết ha. Rồi yêu cầu là để ghép được cái sim này thì phải cập nhật lên iOS mới nhất. Như hôm nay là phiên bản 14.3 rồi. Ừ, tháo cường lực luôn cho nó nhìn cho nó sạch cái máy. Rồi đầu tiên là mình sẽ ghép sim với lại cái ở đây mình. Trước khi mình ghép đi, mình sẽ cho anh em coi là cái máy này lock quốc tế ha. Rồi đây là số email của nó ha, 19832. Rồi mình sẽ gắn bộ sim vô mình test lại coi nó là máy lock quốc tế ha. À quên cái máy này nãy là ghép rồi, máy này ghép rồi. Anh đưa bao cho nó về đi. Đợi xíu nha để mình kích cho nó văng IT ra. Máy này đã ghép một sim rồi. Để mình kích nó ra là mình làm từ đầu. Xấu không? Cho máy nắp á. Đây đây nè. 160899.
Ủa, cái này thằng Đức nó lép được comment không? Thằng Vàng đi mua đồ rồi. Không sao. Cái này nãy khách ghép rồi, khách ghép một sim trước. Rồi cái này mình kích cho nó văng active từ đầu rồi ha. Đây là cái số email của nó ha, 1983 nè. Bây giờ mình kích hoạt cái vô. Đó, này là một cái máy lock anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ghép sim ha. Cái này là sim Mobi. Mình sẽ ghép cái Mobi trước. Rồi mình chọn dòng ECD ha. Mình nhập mã vô. Rồi mình nhập cái mã đuôi 88 vô trước ha. Chọn dòng 7. Rồi bây giờ mình kích hoạt lại ha. Đó, cái này là nó đã vô được bên trong rồi. Mà để mình xin cái mật khẩu iCloud để mình thoát ra. Tại máy này của anh khách anh còn mật khẩu iCloud. Gọi điện hỏi iCloud đi. Rồi sorry đem ha, tại vì cái này máy của khách nên là mình không có xin thông tin nhiều ha. Bây giờ nó hỏi thì mình mới bắt đầu mình xin. Cái này là mình tháo sim ghép rồi nó mới cho mình nhập mật khẩu màn hình ha, còn mình gắn sim ghép vô là nó không cho nhập, nó bắt nhập iCloud. Rồi thì cái chỗ này là cũng không cần phải đăng xuất iCloud đâu nha. Chỉ cần tắt cái chỗ file my phone ở chỗ tìm này nè. Rồi đợi xíu để mình gọi cho khách mình tắt cái này đi. Anh em lưu ý là từ iPhone X trở lên đó là nên dùng những cái miếng thép mỏng như vậy để mở màn hình ha, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì hết. Rồi đợi xíu nha anh em, đợi 2 phút nha. Lưu ý là ghép sim á, mà nếu mà có đòi mật khẩu iCloud á, thì một là mình xin mật khẩu với lại tài khoản mình nhập. Hai là mình chỉ cần xin mật khẩu rồi mình vô mình tắt cái phần tìm iPhone này được, không cần thoát iCloud đâu ha.
Rồi cái này mình xin phép không quay ha. Rồi mình đã tắt cái tìm iPhone rồi. Hello là mình không có thoát nha, mình chỉ tắt thôi. Rồi bây giờ mình gắn lại cái sim này nè, mình kích hoạt nó lên. Cái này nó nhớ cái mod cũ, nó kích hoạt luôn cái sim lên rồi. Rồi cái này nó đã kích hoạt cái sim lên, sim Mobi lên rồi ha. Bây giờ mình sẽ tháo sim ghép ra thử coi nó có nhận luôn không. Rồi mình tháo sim ghép ra ha. Là cái số email hồi nãy nè. Rồi mình tháo sim ghép ra hết rồi ha. Rồi nó nhận một cái sim Mobi ha. Bây giờ mình thử mình gắn một cái sim Viettel vô thêm ha, là hai sim á, coi nó có nhận hay không. Rồi này là một sim nè, mình lật lại mình gắn cái sim thứ hai vô nè. Rồi ha, hai sim ha, không có sim ghép nha. Rồi, nó nhận luôn hai sim rồi hả, mình chọn đại ha. Cái này là tại vì cái anh này anh đã ghép một lần rồi nên là gắn cho nó nhanh đó, nó sẽ nhận hai sim luôn ha. Cho anh em coi là số email nè, bây giờ mình gọi sim 1 nè và sim 9 á. Rồi mình sẽ gọi sim 2 ha, mình chỉnh lại là phụ nè, phụ nó sẽ có chữ B nè. Rồi vậy là ok ha anh em, full ha. Rồi cái này thì đồ của khách thì mình sẽ để trong đây hết, kể cả cái ổ sim zin luôn, có chữ ký nè. Cái đó thì chút mình ráp lại sau, mình bỏ qua cái bước lắp ráp nó vô ha. Là nó hiện hai sim nè, nó sẽ hiện chính với phụ nữa. Rồi con này xong rồi ha, mình để đây ha. Giờ mình sẽ làm tới con XR.